Dự án do Công ty Điện lực Nhà nước Thụy Điển Vattenfall và Đại học Aarhus của Đan Mạch điều hành đang diễn ra tại trang trại điện gió lớn nhất khu vực, nằm cách bờ biển 15 km. Các nhà nghiên cứu nhận thấy tiềm năng nằm trong khu vực rộng khoảng 132 km2 của trang trại điện gió này, nơi đang được thử nghiệm cho việc nuôi trồng hải sản dưới nước. Tại trang trại điện gió này, chúng tôi có dành riêng một khoảng cho việc sử dụng không gian đại dương đa mục đích và cũng là nơi chúng tôi nuôi trồng rong biển và vẹm xanh. Đang có sự cạnh tranh ngày càng tăng về không gian trên đất liền và trên biển. Và trong khi đang ngày càng có nhiều công trình để sản xuất năng lượng không hóa thạch hơn trên biển được xây dựng, chúng tôi cũng cần sản xuất thực phẩm lành mạnh, phục vụ cho lượng dân số ngày càng tăng. Có tiềm năng rất lớn trong việc sử dụng không gian đa dụng này trong tương lai. Việc kết hợp với thực phẩm bền vững với nuôi trồng thủy sản ở một số khu vực có thể áp dụng đan xen với ngành đánh bắt thủy sản. Chúng ta vẫn còn rất nhiều khu vực chưa được khai thác tại các tuốc bin gió. Mô hình này cho thấy tiềm năng hàng tấn hải sản tươi sống có thể được sản xuất hàng năm bằng cách sử dụng chỉ 1/10 diện tích trang trại điện gió. Nhưng hơn thế nữa, các nhà nghiên cứu cho biết lợi ích có thể vượt xa việc sản xuất lương thực, bởi việc nuôi trồng hải sản có thể giúp cải thiện chất lượng nước và thu giữ carbon từ khí thải. Với việc nuôi trồng vẹm xanh và rong biển, bạn có thể thu giữ lại khí thải. Đây là những loại hải sản không cần phải chăm sóc hay tưới tắm phân bón, sống nhờ những gì chúng lấy từ biển, nên chúng thu giữ thay vì phát ra khí thải. Đó là một điểm cộng lớn. Các dự án ngoài khơi đã bị chỉ trích vì gây ra thiệt hại cho đáy biển trong quá trình xây dựng. Song sau khi hoàn thành, đây lại là những khu vực được bảo vệ khỏi hoạt động đánh bắt cá, nên sẽ tạo ra không gian cho sinh vật biển phát triển mạnh. Theo các chuyên gia Đan Mạch, khái niệm sử dụng không gian đại dương một cách đa dụng có thể cho phép nhiều địa điểm trở thành khu bảo tồn biển chuyên dụng. Hiện tại, những nỗ lực này vẫn còn ở quy mô hạn chế, nhưng các nhà nghiên cứu hy vọng sẽ sớm áp dụng những kinh nghiệm có được để nuôi trồng hải sản tại các khu vực có điều kiện khắc nghiệt tại biển Bắc. Từ đó, có thể nâng cấp lên sản xuất thực phẩm thương mại.